tôi là nguyễn thanh tú năm tây tháng giêng vừa qua việt tân có ra thông cáo trong cái thông cáo đó gây nhiều vấn đề có đặt hai câu hỏi cái thông cáo của việt tân uh, cho chúng tôi biết là là tiếp tục lương lẹo và láo tốt uh, hôm nay là, là lần lượt tới tôi tới uh, tôi trả giải quyết mới rồi đưa ra hai câu hỏi tôi nhận được email và hai trong cái hai câu hỏi đó câu hỏi thứ nhất là vụ kiện này vì sao có vụ kiện này và câu hỏi thứ hai là tại sao ông Nguyễn Thanh Tú và luật sư không có mặt ở tòa để tôi trả lời cái câu hỏi đầu tiên cái câu hỏi đầu tiên đó vì sao có chuyện này à, thì phải nói là cái cái chuyện này bắt đầu khởi đầu là từ cái câu trả lời hoặc là nói cho nghe một cái câu trả lời rất là nghệ thuật của ông Đỗ Hoàng Điềm chủ tịch của của À, đảng bằng đảng Việt Tân. Tôi đó để... trước khi tôi lên với ấy đó thì nhà báo của BBC Trần Nhật Phong hỏi các câu hỏi rất là đơn giản đó là đảng Việt Tân có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Hoa Kỳ như một đảng chính trị hay không? Thì đây tôi hai câu hỏi về đến cho ông Đỗ Hoàng Điệp. À, câu thứ nhất là ở trên bàn sau lưng ông có cái bản Việt Nam canh Tận Cách Cách Mạng như vậy thì xin ông cho biết Đảng Việt Tân có giấy phép hoạt động hợp pháp ở Hoa Kỳ như một đảng chính trị hay không hay như là những tổ chức giống như những hội đoàn khác trong cộng đồng đó là câu thứ nhất câu thứ hai hồi nãy ông Đỗ hành trình có nói là sau cái chết của một số ký giả việt nam trong thập niên 80 thì đã có những cái mà ông cho rằng xuyên tạc vu khống và chấp mũ mặt trận đứng phía sau những cái chết đó như vậy thì trong quá khứ các ông đã lên án để sát những căn bệnh xác nhân đó hay chưa là thứ nhất thứ hai là các ông có bao giờ đến tìm đến gia đình thân nhân của những nạn nhân đó để an ủi giải thích hay không đó là hai câu hỏi à, dạ vâng tôi đầu tiên đó câu hỏi đầu tiên thì thú thật là, là, nhà báo chỉ được phong hỏi một câu hỏi mà có lẽ nó cũng không có đi vào cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta đang nói về phim như sài gòn và nhà báo là hỏi chúng tôi là đại tư tân À, động như thế nào hợp pháp hay không thì thực sự câu hỏi này cũng khá là ngoài lệ. À, chưa kể là nhà báo trịnh phong cũng nói rằng là hay là đại diện hoạt động giống như những cộng đồng khác thì người việt nam cũng không hiểu giúp như những hội đoàn khác của người việt nam là muốn ám chỉ là như thế nào à, là tôi nghĩ rằng là thế này tất cả chúng ta sống ở sự tự do mà chúng ta hoạt động miễn là chúng ta không vi phạm luật pháp thì thôi đúng không ạ còn chúng tôi cả mọi tổ chức của người Việt chúng ta phải hải ngoại tuyệt đại và sâu là cộng đồng đại cả thành ra đối với tôi thì mặc uh, dù câu hỏi rất ngoài lề nhưng tôi xin thưa chúng tôi hoạt động mấy chục năm nay rồi chưa phải ở đây và cũng giống như tất cả các hội ngoại đoàn toàn thể tổ chức của người Việt chúng ta chúng ta làm việc hoạt động hợp pháp tôn trọng luật pháp từ nơi chúng ta đang cư uh, ngụ thì không có vấn đề gì mà cần phải đặt ra ở đây riêng về câu hỏi thứ hai thì tôi về cái câu trả lời thì chứng minh cái gì? Cái đó là cái câu hỏi. Rất là đợi câu hỏi này chứng minh là Hoàng cơ điểm không hoàng điểm không trả lời tại vì ông trả lời cái câu hỏi trả lời rất là nghệ thuật đối với việc tân đó thì là họ vỗ tay là nó ông trả lời rất hay nhưng mà những người không uh, ủng hộ được việc tân đó thì thật ra họ gọi tôi hay bảo là sao cái ông này trả lời dở vậy mà thật ra không phải ông không trả lời là tại vì trần nhật phong nếu mà nghe là kỹ đó thì trần nhật phong hỏi câu hỏi rất là đơn giản có hợp pháp hay không ở hoa kỳ như một đảng chính trị ông đỗ hoàng điềm ông trả trả lời băng đảng việt tân trả lời nhé chúng tôi đã hoạt động mấy chục năm nay tất cả chúng ta sống ở xứ tự do chúng ta hoạt động miễn là chúng ta không vi phạm luật pháp thì thôi trần nhật phong đâu có hỏi gì về ông huy uh, uh, vi phạm uh, pháp uh, pháp luật Uh, luật pháp cái này cho tôi biết chứng tỏ là ông có tật giật mình cho nên ông có trả lời cái hai tôi để ý những cái từ ngữ ông dùng chẳng hạn như chúng tôi khi mà cái gì có lợi cho việc tân thì chúng tôi chúng tôi đã hoạt động mấy chục năm nay nhưng khi mà nó có nghi vấn có chuyện là trục là, là, chặt đó thì ông dùng cái chữ chúng ta chúng ta đã sống ở xứ tự do chúng ta hoạt động miễn là chúng ta không vi phạm luật pháp thì, thì, thì thôi cái chữ chúng ta nó quan trọng là cái này mỗi khi mà ông Việt Tân có nghi vấn có chuyện thì họ lôi cộng đồng Việt Nam họ chúng ta với chúng tôi rồi hợp pháp với lại vi phạm luật pháp tôi nghe được cái này tôi nhớ tới lúc mà trước khi bố tôi bắt thì bố tôi có nói là sau khi con vào cuộc đó lúc bây giờ Việt Tân rất là mạnh thành ra đừng có nhắm vào cái, cái cái cái, cái, yếu của họ mà nhắm vào cái sức mạnh của họ thì tôi hỏi tại sao phải nhắm vào sức mạnh thì bố tôi nói để cho bố nói sao bố nói chưa hết con nhắm vào cái hở của sức mạnh của họ rồi đánh mạnh vào đó cái hở ở đây là gì cái câu trả lời của ông Đỗ Hoàng Điềm cho tôi biết là họ không có hợp pháp không có gì tư cách pháp nhân. Thành ra tôi có hai mục tôi có hai mục tiêu mục tiêu thứ nhất đó để chứng minh cho cộng đồng thấy băng đảng việt tân hoạt động trong dạng ma và phải buộc băng đảng việt tân hiện hình. Đầu tiên tôi có nhờ một cô gọi là Michelle Dương Dương Thị Phương Hằng. Tại vì cô ta ở bên Cali gần cái nơi mà lấy cái cái cái, cái tư cách pháp nhân đó, tôi nhờ cô ta lái xe tới đó ngay tức khắc và lấy liền đủ, làm đủ thứ mà cách phải lấy liền trước khi việc Tân biết là tôi biết. Và sẵn đây tôi đính chính luôn. Michelle Dương hay là gọi là Dương Thị Phương Hằng không phải là nhóm trong nhóm của tôi. Tôi có thấy có nhiều người viết là nhóm này nhóm kia, nhóm của tôi chỉ có một người là một ngón tay đó là tôi Nguyễn Thanh Tú ngoài ra không còn ai cả cái thứ hai sau khi vừa lấy xong cái đó để bảo vệ năm chục tiểu bang tôi lấy liền những cái số uh, mã sở thơ, thuế để chi để nếu mà Việt Tân biết được đó họ không thể trở tay được không đi mấy cái tiểu bang khác và lấy rồi có thể dựng lên à, chúng tôi có từ các pháp nhân ở tiểu bang này hay tiểu bang kia khi mà lấy cái số mã này là số mã của thuế của chính phủ là cái như là 50 chục tiểu bang thuộc về tôi. Tôi đã chứng minh cho cộng đồng Việt Nam thấy mấy chục năm nay Việt Tân hoạt động dưới cái dạng ma như vậy tiền mấy chục triệu mà họ thu về đâu về ai à, và nữa là nếu mà không có số mã của thuế đó, thì có nghĩa là không thể có cái, cái gọi là cái ngân quỹ tài chính ở uh, uh, ấy. Rồi sau khi tôi vừa lên tiếng tôi buộc buộc họ phải hiền hình thì vừa lấy được cái đó tôi biết họ có hai cái cái đường lối một là trả lời hai là không nếu mà không trả lời những gì tôi nói là thật nếu mà trả lời họ sẽ bị hố thì vào bẫy của tôi cái thông cáo báo chí của anh uh, của pháp ngôn viên phát ngôn viên của hoàng hoàng Tứ duy tôi ngạc nhiên tại sao anh ta dùng cái nghĩa là nói đây, đây là một thực thể có tư pháp nh pháp nhân trong dạng unincorporated association hoạt động hợp pháp tại Hoa Kỳ. Tôi ngạc nhiên là tại sao không dịch cái chữ unincorporated ra tiếng Việt để cho người ta thấy, thì tôi mới biết là thôi tôi tôi dịch ra là nói cho nghe là họ tự mâu thuẫn mà giấu đầu nó lòi đuôi. Để tôi dịch cái chữ In incorporate có nghĩa là đăng ký có tư cách pháp nhân cho những cái tiểu bang hay là những cái cho những một tổ chức của, của tiểu bang đó khi mà anh có cái tư kết pháp nhân thì chỉ những những người, người gọi là đầu lãnh đó, thì có trách nhiệm còn những người như là công sự viên hay là thư ký không sao cả có, thành ra do đó cái chữ unincorporated có nghĩa là không tư không tư kết pháp nhân nếu mà dịch ra đúng khi mà ông ta tuyên bố đó thì dịch ra như vậy khi tuyên bố rằng băng đảng của ông ta có tư cách pháp nhân là một hội đoàn không tư cách pháp nhân, cái câu hỏi này chứng minh là hoàng tử duy và các băng đảng việt tâm đã quen mấy chục năm nay rồi họ kinh thường đồng bào việt nam ở quốc nội và hải ngoại, à, họ đã quen với cái thói mà hành xử ngược ngạo từ bấy lâu bấy lâu nay xem đồng bào như là cái về cái cái hiểu biết là là như người ngu dốt thì phải và không khác gì dễ 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 dễ, dùng dễ sợ mũi dễ dụ dỗ và dễ khai thác để trục lợi khi mà anh ta nói là anh incorporator ở Cali thì tôi nghe đưa ra là hố ra tôi nhờ anh nhà báo Châu Ngọc Châu Ngọc Thủy cái tờ báo Hải Vân chạy xuống đó cho tôi coi có đúng hay không thì theo cái tờ giấy này cho biết Việt Tân không có giấy tờ cái chuyện mà luôn cả unincorporated là tư cách pháp nhân không có chuyện đó cái thứ hai nếu cái cái lá thư này sau khi đó mỗi khi mà băng đảng việt tân có nghi vấn cái đầu tiên họ làm là họ chụp mũ anh trước rồi xong rồi đe dọa ví dụ như cái, đây là cái thông cáo của hoàng thị như cá nhân nguyễn thanh tú và đồng bọn đang làm và tiếp tay giải tỏa áp lực cho chế độ cộng sản việt nam không đưa bằng chứng nào nào ra cả có nghĩa là tôi là buộc tôi là cộng sản sau khi đó hội đoàn hãy cảnh giác và cô lập những kẻ phá hoại ra khỏi hàng ngũ dọa tôi đó là có hoàng tứ duy là người con đây là người bố đây người bố email lên trong cái lá thư này họ viết thì nó dài dòng mà tôi nói ý ông muốn nói là sao là đàm phong cha đàm phong cha xưa kia đáng bị giết chết là đúng là đáng mà ngày nay sống lại qua đạm phong con là tôi thì tôi cũng như bố tôi ngày xưa cái số phận cũng vậy thôi cũng phải phải bị giết họ dọa thì lúc bấy giờ thì tôi lại nghe tôi tình cờ tìm cái video này tôi thấy ông là ông ông chủ tịch hoàng Cầm, chủ tịch đỗ hoàng điềm tôi... Hãng Việt Tân đã hoạt động với tư cách pháp nhân. Mặc dù là giấy tờ tôi đưa rất là rõ ràng, chuyện đó không có. Cái sở, cái, cái, cái số mã thuế tôi đã nắm trong tay. Cái áo mã phường tuồng của họ tôi đã nắm trong tay. Cái tên Việt Tân tôi đã lấy hết rồi. Mà ông vẫn nói là mấy chục năm nay hoạt động với tư cách pháp nhân. Nói dài của Hà Nội và có lợi cho Cộng sản Việt Nam. Ông chụp mũ tôi là Cộng sản, là tôi làm việc cho Cộng sản Việt Nam. Ông phi bán tôi. Có đây, người con Hoàng Tứ Duy phát ngôn viên dọa tôi, bảo là tôi là Cộng sản, chụp mũ tôi. Xong tới ông uh, Hoàng Cơ Định, là bố của Hoàng Tứ Duy, cũng dọa tôi, bảo tôi là Cộng sản và đây là cũng chủ tịch của đảng việt tân cũng vậy cũng dọa cũng chụp mũ tôi à, sau khi sau khi hỏi hiện hình là cái, tại vì việt tân khi mà làm ma đó tôi nói sơ về cái 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 luật pháp của hoa kỳ đó, cho người quốc nội luôn cả người việt nam ở hoa kỳ để hiểu khi mà không có tư cách pháp nhân có nghĩa là anh làm ma nếu anh ma tôi kiện anh không được những việc tôi làm về dân sự đó tôi làm không được nhưng mà về hình sự chính quyền Việt Nam chính quyền uh, chính phủ Mỹ vẫn làm được nhưng mà về dân sự thì khó cho tôi bởi như vậy tôi buộc họ phải hiền hình, tại khi họ hiền hình rồi không còn là ma nữa mà chẳng những hiền hình mà tôi muốn họ tự họ chính thức hóa sau khi họ chính thức hóa đây là cái chiến thuật của tôi khi mà chính thức hóa là bắt đầu tôi tôi vào tôi vào cuộc uh, Thành ra lúc mà ma hiện đây đây là những cái cái, cái cái bắt đầu hiện nhưng mà họ vẫn là ma thành ra tôi buộc họ phải hiện ra khi mà ra người, nghĩa là người rồi cái đầu tiên họ làm đầu tiên họ làm là, đáng lẽ là việc đảng việt tân các anh phải cảm ơn tôi tại vì nhờ tôi các anh mới lấy tháng 22 tháng 8 các anh 2017 các anh ra ghi tên lấy cái tên nhãn hiệu mà thôi vẫn chưa có tư cách pháp nhân đây là chỉ nhãn hiệu mà thôi bây giờ họ mới ra là, nhưng mà khi họ lấy nhãn hiệu như vậy có nghĩa là anh thành mục tiêu của tôi Anh ra anh chính thức tự anh chính thức hóa lấy anh, ch anh chính thức Và văn phòng luật sư của tôi vẫn không trả lại Tại vì trong tay tôi vẫn nắm cái áo mà mạo phường tuồng coi là cái chữ Việt Tân Tôi vẫn giữ cái chữ đó tôi không cho Bởi như vậy khi mà không cho tôi buộc Việt Tân làm hai điều Một là không làm gì hết Nếu không làm gì hết thì anh phải trả lời với đảng viên anh làm sao làm sao một đảng như vậy mà không làm những gì ông tôi cũng làm thì họ phải họ phải kiện nếu kiện đó anh đã vào bẫy của tôi khi anh anh vào kiện tôi đây có nghĩa là anh tự anh ra tòa anh chính thức hóa anh lấy nghĩa là anh là mục tiêu của tôi không còn là ma nữa tôi biết anh là khi mà ra tòa họ tuyên tôi nghĩa là tôi là gọi là tuyên thệ đó họ thề họ nói là tôi Hoàng, hoàng Cơ Định, Hoa Đỗ Hoàng Điềm rồi chẳng những như vậy mà họ chỉ trong cái bụi mấy cái bụi khác có những đảng đảng viên việt tân họ cho cái này là hay nhưng mà thật ra là cái này cái 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 bẫy đó thất bại thua à, họ làm như những gì tôi muốn họ làm là tại sao? Tại vì mục tiêu mà chiến thuật tôi muốn buộc họ ra kiện tôi đó là tôi gọi là cái chiến thuật song 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 về pháp luật của tôi đó là hình sự và 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 dân sự để tôi nói một tí về cái dân sự cái hình sự đó thì chính chính quyền chính phủ Mỹ có cái bộ phận và trách nhiệm làm việc đó họ là chủ họ chủ động chỉ đạo và chi phối như đó nhưng khi mà cái dân sự tôi kiện đó mà họ kiện tôi khi họ kiện được thì tôi kiện tại vì lúc mà ma đó là không có tư cách pháp nhân về luật pháp tôi kiện họ không được nhưng mà khi họ ra tòa mà kiện tôi có nghĩa là bây giờ tôi kiện được cái dân sự hay là chỗ này là bây giờ tôi là tự chủ tôi là chủ tôi sẽ chủ động chi phối và, và 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 chia sẻ với cái hình sự của tôi lấy cung những cái lời nói họ nói tôi đưa qua bên cho cho những cái cơ quan tôi làm việc hết họ đã dính bậy à. kiện và bị kiện có nghĩa là số phận của họ đã được định đoạt bởi cái cái cái, 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 cái 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 kiện đây là kiện của tôi đây nguyễn thanh tú kiện những người dưới đây cứ cái mũi tên chỉ cái John Doe 1 tới 20 nhiều người hỏi cái đó là cái gì vậy anh Tú John Doe là là những người mà tôi sẽ kiện mà chưa kiện đang đợi gọi là cơ hội chẳng hạn như Phạm Phú Thiên Giao một người mà tôi đang để ý nhất bây giờ ở bên cái đài Voice America tôi đang đợi cơ cơ hội mà thôi Uh, SPTN và những tờ báo đó còn ở đây không thấy cái chữ tờ báo ngày xưa, lúc mà tôi kiện nó có đơn thì có cái tờ báo Người Việt, uh, Daily News nhưng mà tôi lấy ra là tại sao. Tôi đã thấy cái có cái sự thay đổi trong cái uh, hội đồng quản trị của họ và tôi cũng hy vọng Cái đó là cái hay. Và là tôi thấy anh Phạm Phú Thiền Giáo ngày xưa là chủ bút của tờ báo Người Việt đã đi qua Voice America. Để tôi nói rõ để cộng đồng Việt Nam hiểu và những người trong quốc nội. Mục tiêu tôi là không phải là kết thúc À, cái truyền thông của Việt Nam tôi muốn có, có cái cái gọi là cái, cái cộng đồng hải ngoại người Việt đó có một cái tiếng nói mạnh muốn muốn có cái tiếng nói mạnh phải có truyền thông trung thực đạo đức thì mới tiếng nói mới mạnh tôi chỉ hy vọng người Việt à, à, cái, tôi thấy một một tí à, tôi cho họ cơ hội và hy vọng họ sẽ sẽ đổi hướng cho nên tôi lấy cái tên của người Việt ra tại vì dù sao đi nữa ông Phạm Phú gia đã đi rồi sau khi tôi kiện là mấy người là đi ra hết Là không còn là ma nữa, Đã là người rồi Họ là con người Cái câu hỏi thứ hai đó Tại sao ông Nguyễn Thanh Tú và luật sư không có mặt Tại tòa ngày ngày 4 tây tháng 1 năm 1918 Là như vậy Lúc mà chưa ra tòa đảng Việt Tân Họ nghĩ họ đã thắng rồi nếu thắng kiện đảng Việt Tân sẽ buộc ông Tú không được quyền Uh, sở hữu tên gọi Việt Tân và phải bồi thường uh, thiệt hại cho 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 Việt Tân. Cái tên đó tôi không muốn, tôi vừa lấy được xong tôi vứt đi, mục tiêu tôi đã đạt. Thành ra tôi không cần nữa. Còn cái chuyện mà họ ra cái thông cáo có đó bắt đắc dĩ, họ phải ra là tại sao? Tôi dùng cái chữ mà hốc xương gà, nuốt không trôi, nhả không ra là tại sao? Khi mà ra tòa đó, họ thắng không được. Mà thắng không được là rút lui cũng không được, rút lui thì mất mặt. Thành ra họ đứng một chỗ, không bị không làm gì được cả. Lúc bây giờ Việt Tân tưởng là ra kiện là thắng liền ngay tức khác Nhiều người là như vậy Nhưng tôi đó, cá nhân tôi, tôi muốn thua Vì là chiến thuật, đây là chiến thuật thua để rồi tôi thắng, thua tại sao? Tại vì tôi muốn Việt Tân ra chính thức hóa ở ra tòa và tôi trả cái tên đó lại Tôi muốn họ là Việt Tân, tôi không muốn tôi là Việt Tân Tại nếu tôi thắng cái vụ kiện này đó Thì làm sao Việt Tân Kiện Việt Tân, tại vì tôi là Việt Tân rồi, không thể kiện Việt Tân nữa Có, có nghĩa là tôi kiện tôi nếu tôi thua đó, việt tân là việt tân, tôi là tôi, vì thua tôi sẽ thắng. đó là cái thứ hai nữa là cái cái thông cáo để gọi nói cho nghe là để tạm thời giữ thể hiện, giữ tiếng để kiếm miếng của việt tân, họ phải cho đảng viên và những người mà 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 họ dụ dỗ mấy chục năm nay biết là họ là làm những cái việc này, là à đây là Hoàng Tử Duy, đảng Việt Tân kiện uh, kiện cũng như luật sư và đại diện của họ không có xuất hiện, không xuất hiện. khi mà thấy cái thông cáo ra ông Hoàng Cơ Định là bố của Hoàng Tử Duy là phát ngôn viên của Việt Tân, ông ta mừng lắm, ông ta mừng, ông ta nói chấm dứt trò hề của Nguyễn Thanh Tú, chấm dứt trò hề của khi mà anh tử hình, anh xử bắn những người mà đảng viên của anh chỉ vì một muỗng đường, một muỗng cà phê mười mấy người ở trong đây là những người mà mang thân đi cứu nước đó đó không phải trò hề cái thứ hai hơn năm người nhà báo bị thủ tiêu chỉ vì nói cái cái đối lập cái 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 đó cũng phải trò hề rồi anh rồi ông hoàng cơ định đảng viên việt tân của anh bỏ rơi đảng viên ở rừng và ở trong mấy cái cái tù của của chính phủ chính quyền việt nam đó không phải những cái trò hề à, để tôi đi lại. Chẳng những như vậy nữa, mà mấy chục triệu anh đã lừa gạt cộng đồng Việt Nam, ấy. mấy cái chuyện đó không phải cho hay. Nghĩa là Việt Tân không chừa cái thói cái thói lương lẹo cổ hủ cái sự thật là như vậy. Tòa kết luận rằng việc Tân không tống đạt Chắc tòa đúng thể thức cho bị đơn, đó là sự thật. Như tôi nói có nói có nói, nói, nói um, um, khi luật sư tôi nêu lên điều này vấn đề này thì tòa đã bắt việt tân phải thực hiện thực hiện thủ tục uh, đầu tiên đối với cái uh, bị đơn là bắt đầu phải serve là là chắc tòa đấy nghĩa là mọi việc mọi diễn tiến từ trước đến nay luôn cả cái ngày mà bốn tây tháng giêng vừa qua trước tòa bất hợp lại và, và phải quay lại bước đầu những cái việc mà làm từ ngày đó tại vì chú ơi, ở bên mỹ đó nếu mà anh kiện tôi thì anh phải gọi là tống chắc gọi là tống đạt chắc tòa để cho tôi biết tôi bị kiện để rồi tôi ra tòa còn nếu tôi không nhận được làm sao tôi biết mà ra tòa nói có nói có sách mắt có chứng đây Việt Tân kiện tôi 20 tây tháng giêng năm 2017 mà tới ngày nay 8 tây tháng giêng 2018 mới bắt đầu tống đạt chắc tòa chứng minh rất rõ ràng như vậy làm sao mà sự kiện được? Làm sao mà tòa sự kiện mà cái chót tòa những người chưa nhận được, tôi không nhận được hay là mấy người kia chưa nhận được không? Nghĩa là không xử cái sự kiện không có, cái chuyện mà họ thắng đều không có. Tại vì họ mới bắt đầu sơ những người luật sư mà của Mỹ, luật sư mà ở bên Hoa Kỳ biết cái chuyện này, anh phải sơ chứ. Cái, cái không những thế, Việt Tân Ma đã nói láo về cái phiên tòa này. Họ bảo rằng tòa đã xử đơn kiện của Việt Tân Ma mà thật ra không phải như vậy. Đây là chỉ phiên tòa lắng nghe, lắng nghe là cái hearing mà thôi. Là tại vì cái đơn, cái đơn yêu cầu gọi là preliminary injunction, lệnh sơ bộ của Việt Tân, băng đảng Việt Tân. Họ yêu cầu, băng đảng Việt Tân yêu cầu là ông Tú đừng đùng trong lúc mà giờ có vụ kiện như vậy, ông đừng dùng cái tên Việt Tân. Thì luật sư tôi đã cho biết, chúng thật ra tôi không có lý do gì để dùng tên Việt Tân khi đang đứng đơn kiện Việt Tân thì tôi không cần phải phải kiện Việt Tân. Cái đó là tháng tháng 7 vừa qua 6 à, tháng 7 năm 2000 tôi đã nộp đơn kiện Việt Tân thành ra tôi không còn lý do họ luật sư Giảng nghĩa là cho giảng nghĩa cho biết là cái chuyện mà chúng tôi lấy cái tên của Việt Tân là, là mục tiêu là phanh phui sự gian trá của băng đảng tội ác này thôi chứ không có cái gì cả. Đây là là bằng chứng đây. Nguyễn Thanh Tú tôi đây kiện Việt Tân ngày 6 tây tháng 7 2017 nếu mà đấy à cái, cái, cái cái cuối cùng tòa cũng đồng ý rằng Việt Tân Ma không có căn cứ không có căn cứ gì để để, kiện hoặc yêu cầu lệnh lệnh sơ bộ vì thế ngay lúc đó ngay ngay cái ngày hôm đó việt tân biết là sẽ thua họ tự động xin rút đơn Ở tòa nó như vậy ở bên mỹ như vậy anh kiện tôi mà tôi chưa kịp ra tòa anh rút đơn thì tôi đâu cần có mặt ở tòa tại vì anh rút đơn là kiểu như là anh thua rồi tại sao tôi tôi chỉ cái cô này ở đây đó cái cô này gọi là Court Reporter, quan trọng, cô sẽ làm tạo ra cái gọi là cái bản sao, cô không có không có làm cho việc cho cổ là độc lập, có nghĩa là ông ta, ông ông tranh án không được quyền đổi những gì cậu nói, những gì ông tranh án hay những ai nói, ông đã, cô ta đã để thu vào thôi, ví dụ uh, cô cô ta đây Judge Ray speaking, ông tranh án đang nói chuyện, những cái gì nói là thu vào đây hết, đó Cái này gọi là cái transcript Transcript là bản sao của cái cô mới vừa ngồi đánh máy đó Cô cho cái ngày 4 Tây 2018 Thursday thứ năm tháng Giêng như Đảng Việt Tân nói vừa qua Đây bằng chứng rất là rõ ràng Tòa Đây là tòa The Court Hỏi, họ hỏi thăm hai người chào chào hai anh à, tôi tôi chào hai anh thì ông ông luật sư của việt tân ông Rado rados radosovich Rado, 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 trả lời ngay tức khắc we are going to withdraw chúng tôi rút lui cái lệnh sơ bộ ngay tức khắc nếu anh rút lui thì tôi không cần có mặt tôi không cần có mặt và luật sư tôi không có mặt mà và... Tại vì anh rút đơn rồi Chúng tôi có mặt đó làm cái gì Ở tòa ở Mỹ đó Khi mà ông Chánh án nói chuyện là Luôn luôn có hai luật sư Không được có một người Tại vì một người đó thì họ gọi là exportate, là anh thua liền Luật không cho phép nó cho không cho phép chánh án nói chuyện với một luật sư không có sự hiện diện của luật sư khác luôn luôn là có hai người lý do bữa đó chúng tôi không tới và nói cho nghe cũng không cần phải tới tới trễ là tại vì họ tự động họ rút lui ngay tức khắc bị tân rút lui tại họ biết cái bữa đó ông tòa đã nói trước rồi các anh không có căn cứ gì mà đòi hỏi tôi phải đòi hỏi ông tú phải làm những việc như này không có là họ biết thua rồi thành ra vả lại vả lại cái cái vả cái, cái cái, cuối cùng tôi muốn nói đó nếu mà thật sự họ thắng cái sự kiện đó như là là ông ông chánh án ông ông quyết định về cái đó là ông ra phải có cái gọi là cái án lệnh Tại sao Việt Tân không đưa ra cái án lệnh? Để chứng minh là họ thắng hay là sự sự kiện không có, là chuyện nó không có. Chẳng như lý do không có tại sao rất là đơn giản là tại vì lúc bây giờ tòa nói là các anh không về cái chắc tòa các anh không có làm đúng như thể hiện cho bị đơn các anh phải làm lại từ đầu tới cuối hết thì nếu như vậy thì đâu có sự kiện sự kiện không có nè rồi uh, rồi trong trong cái vụ kiện bởi vì tôi thấy cái kiện nó lại là dân sự lợi học được rất nhiều tôi thôi tôi chúng tôi học được một trong cái việc mà tôi làm tôi ngạc nhiên là việc Tân họ đổi tên họ nói với lại tòa họ nói với lại luật sư của họ đó việc Tân is new việc họ đổi tên họ nói là new việc Mà dịch ra tiếng tiếng Việt đó new là mới mới là Tân có nghĩa là việc Tân là Tân Việt chứ không là việc Tân nữa chứng minh cái gì chứng minh đầu tiên cái con bạch tuộc họ sẵn con con bạch sẵn sàng cắt đứt bỏ đi những cái vòi nghĩa là họ nghĩa là việc tân sẵn sàng xóa bỏ những cái quá khứ của uh, của ông thảo khấu và tội phạm hoàng cơ minh uh, hoàng hoàng cơ minh và sẵn đây vì đã bị trong cái nhiều nghi vấn nhiều nghĩa là bị tôi đánh quá cũng sẵn sàng bứt luôn cái chữ việc tân đổi thành uh, tân việt thì tôi google hỏi tân việt là cái gì google thì họ nói là ngày xưa có một cái đảng gọi là Tân Việt Cách Mệnh Đảng Nhưng mà cái đó vào thế kỷ 20 mươi thì tôi thấy cái chữ đánh đổ đế quốc Mà ngày nay Việt Nam đâu còn đế quốc chi nữa đâu mà đánh đổ Thì tôi nhìn lại thì google thì cũng thấy Tân Việt không lẽ ngày nay Việt Tân là Tân Việt mà định mở nhà hàng à, à nhà hàng đây Tân Việt là nổi tiếng về cái con gà, cái, cái, cái con gà chiên Đó, nó nói cái, rồi xong xuôi tôi vào trong mấy cái com tôi thấy đảng việt tâm họ gửi tôi email họ nói cha nào con nấy họ uh, dùng những cái từ ngữ gọi là không được văn chương lắm họ bảo rằng uh, ông tú đó với lại bố ông đó thì uh, nhìn mặt giống như cộng sản việt cộng xấu như cộng sản việt cộng tôi thì tôi về việt nam mấy chục lần tôi không thấy mặt việt cộng ra sao không hiểu xấu ra sao việt cộng tôi chỉ thấy người việt người nào cũng đẹp cả nhất là phụ nữ việt nam thành ra mà nói cho ngay cha nào con ấy thì nếu mà tôi giống bố tôi thì đó cái đều rất là hạnh diện không có gì ấy cả đây là một cái câu hỏi mà tôi muốn đặt cái câu hỏi đã đến lúc đã đến lúc các các đảng việt tân đảng viên việt tân phải tự hỏi cái này. làm thế nào một cái đảng đây là cho là đảng 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 chính trị đảng đảng chính trị của việt tân họ nắm vững hết những cái đài mà uh, truyền thông mà về việt ngữ của mỹ và nắm vững luôn cả cái truyền thông mà tôi gọi là lá cải của cộng đồng việt nam ở hải ngoại nắm hết họ có nghĩa là nói về trí tuệ là đầy trí tuệ vô vô bờ tiền bạc thì nhiều nghĩa là hoàn toàn hết rất là kinh nghiệm mà kinh nghiệm đây là kinh nghiệm về xã quyệt chứ không phải kinh nghiệm gì cả mà họ lại thua một người như tôi một người không trí tuệ không tài, không tiền mà Và vừa xấu như cộng sản Mặt giống như uh, Việt Cộng Làm thế nào mà các anh tiếp tục đến ngày nay Mà đặt cái lòng tin vào cái băng đảng này Anh phải tự hỏi cho đến nghĩa là, anh nghĩa là nguyên Nguyên anh anh các anh bỏ biết bao nhiêu hy sinh Cho cái gì Đây là cái băng đảng mà họ bỏ rơi Đảng viên họ thử xử bắn Nghĩa là những bằng chứng tôi đưa ra gọi là bằng chứng cụ thể Rất là rõ ràng không thể cãi được có nhiều người muốn liên lạc tôi Facebook của tôi rất là dễ đạm phong vào trong đó là tìm thấy tôi hoặc là cái cái blog của tôi cũng đạm phong uh, cái email tôi cũng đạm phong hotmail com uh, đây là cái cuối cùng nhưng mà tôi tôi muốn nói với những người nhất là những người uh, ở hai ngoại và quốc nội khi mà anh vào Facebook của tôi chẳng những like nhưng mà phải share phải chia sẻ tại sao quan trọng và tại vì ngày nay tiếng nói của tôi là tiếng nói của chung và của đại cục uh, chính nghĩa của chung. Nhưng mà vì chính nghĩa của tôi, tôi nói là những sự thật mà không ai muốn nghe, nhất là đảng nhất là cái truyền thông Việt Nam. Tôi đã bị họ gọi là uh, đánh hội đồng, là khống chế cái tiếng nói. Cái share ở đây nó rất là quan trọng. Anh chia sẻ là tại ngày nay cái truyền thông nhưng không phải Việt Nam không phải như ngày xưa nữa, chúng ta có Facebook có đầy đủ hết. Internet nó đi rất là mau. Càng share nhiều càng tốt để rồi cái tiếng nói tôi chúng ta càng mạnh. Tại vì sự thật cần phải phổ biến và phổ biến mạnh chứ không thể vừa vô là share liền ngay tức khác à, và tự động chẳng những như vậy nữa mà trong những cái video nên đăng ký tại nhiều lúc tôi cho cái video lên cái người nào đăng ký sẽ thấy liền ngay tức khác và sẵn đây tôi nói luôn vài lời tôi tôi có nhiều nhận được nhiều cái email của nhiều người có vài lời chia sẻ với gia đình tôi đối với tôi là một người con không có gì làm mắc lòng tôi bằng những lời mà ngọt ngào các anh, các chị dành cho bố tôi. Tôi xin đại diện gia đình và cảm ơn. Và tôi sẽ chấm dứt nơi đây. Xin cảm ơn.